Xin chào cả nhà, hôm nay The Cloud sẽ lại giới thiệu với mọi người một hãng cushion ngon bổ rẻ và được rất nhiều người yêu thích trong thời gian gần đây. Nếu bạn đoán đó chính là cushion Clio thì bạn đã đoán trúng rồi đấy. Nằm trong phân khúc tầm trung, cushion Clio có giá niêm yết tại hàng là 32.000 won dành cho một cushion và một loại refill với tổng dung lượng là 30g tiêu chuẩn như các loại cushion thông thường. Dòng cushion được The Cloud giới thiệu hôm nay là phiên bản nâng cấp mới nhất của Clio Q-Cover Foundwear Cushion XP. Sản phẩm được đựng trong hộp giấy khá bình thường và có in hình ảnh của cushion ở bên trong, tôn màu trên nắp hộp và bảng thành phần ở dưới đáy hộp. Bên trong hộp các bạn sẽ nhận được một cushion, một loại refill và một bông phấn thay thế. Hộp cushion có viền và đáy bằng nhựa màu đen, nắp hộp mạ rose gold rất là lộng lẫy, đồng thời là khay cushion chạy viền rose gold càng làm cho cushion Clio Foundwear đẹp và hút mắt người nhìn. Bên trong hộp các bạn sẽ nhận được một gương tròn có siêu bảo vệ, bông pop mặt trên đen có nơi xỏ ngón tay màu rose gold, nhưng điểm mình không thích là mặt pop bên dưới màu trắng ngà làm cho pop sẽ trông hơi dơ sau một thời gian sử dụng. The Cloud sẽ swatch và so sánh 3 tông màu số 2 Lingerie, số 3 Linen và số 4 Ginger cho mọi người xem nhé. Màu số 2 Lingerie sẽ gần nhất với tông da của mình và tầm ngang với tone 15 của Sun Hoa Su. Màu số 3 Linen ngang với tông 21 và có sắc beige tự nhiên. Màu số 4 Ginger sẽ đậm hơn và dành cho các bạn có làn da ngâm. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau test thử chất của cushion foundwear nhé. Cảm nhận đầu tiên của mình khi chất cushion vừa chạm lên mặt là khá dễ chịu. Chất kem mát mát và khá nhẹ chứ không có cảm giác bí bách nặng nề. Độ cân bằng tông da và da phủ rất ổn. Mình đánh giá độ cover tầm tốt đến cao. Tuy nhiên để cover được mấy vết thâm mụn của mình thì cần dặm thêm một layer lên trên nữa những vị trí cần che khuyết điểm. Tuy nhiên vấn đề quầng thâm mắt được cushion che phủ ổn chỉ sau một lần dặm phấn. Hiện tại mình đang dùng tone số 2. Các bạn có thể so sánh bảng màu swatch thực tế để chọn ra màu phù hợp với mình nhé. Cushion có kết quả lì nhưng finish gần giống như da tự nhiên chứ không bị bột bột. Khi mình cố tình chạm tay lên mặt và chà sát thì cushion vẫn dây ra tay một chút xíu nhưng không bị trôi tuột đi. Điều này có nghĩa là các bạn có thể đeo khẩu trang sau khi đánh cushion mà không sợ lớp nền bị trôi đi mất. Cushion được hãng quảng cáo có độ long lasting lên đến 48 giờ nhưng mình nghĩ đây là một nhận định hơi lố. Vì dù sao chúng ta cũng không cần để lớp nền đến cả 2 ngày như vậy đâu, cực kỳ hại da ấy. Tuy nhiên mình cũng công nhận là cushion Clio Foundwear khá bền và đẹp. Nếu các bạn làm việc trong môi trường máy lạnh thì cushion bền và khô ráo cả ngày. Đến cuối ngày chỉ bị trôi đi một tí ở xung quanh miệng mà thôi. Cushion có mùi thơm như nước hoa, vị trái cây nhẹ nhàng và không quá gắt nên mình nghĩ bạn nào không thích mỹ phẩm có mùi thì cũng có thể bỏ qua điểm này một cách dễ dàng. Nói tóm lại là với tầm giá và phân khúc thị trường mà Clio nhắm vào, đây là một dòng cushion hơi bị đỉnh đấy. Nếu các bạn đã dành sẵn túi tiền cho một loại cushion tầm 600-700 ngàn thì Clio là một đối thủ nặng ký không nên bỏ qua. Các bạn nghĩ sao về dòng cushion tầm trung Clio Q-Cover Foundwear XP? Hãy comment bên dưới cho The Cloud biết nhé. À, các bạn đã biết channel The Cloud đã cán mức 100.000 subscriber chưa nào? Mình sẽ không thể đạt được điều này nếu thiếu sự ủng hộ nhiệt tình của các thành viên đáng yêu của gia đình The Cloud. Cảm ơn các bạn và yêu các bạn thật nhiều. Đừng quên click vào hình cái chuông bé xinh xinh để nhận được thông báo về video mới nhất cũng như gia nhập vào gia đình The Cloud bằng cách like fanpage The Cloud Beauty và follow Instagram The Cloud Beauty. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nha. Bye bye!